Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu M14 MBR cua hoàng đạo. Nãy lướt lướt quay khẩu đồ thì tìa ngay được em nó, tại vì em nó rất là đẹp. Khi mà mình mang vào trải nghiệm thực tế thì cảm giác rất là phế vật. Thì mệnh đam bé VL, cộng thêm thay đạn mắc chậm. Tuy cái hạc này đã cộng mắc thiên phú rồi, nhưng nó không thể thay đạn nhanh hơn. Bây giờ cái khẩu súng mà nó yếu sinh lý rồi. Các bạn có cho nó uống bao nhiêu chai rocket vào người thì nó vẫn là yếu thôi. Rồi sao bạn tơi thoát thế, đáng hết cả lòng. Bây giờ cái phòng này chắc chắn là ít zombie rồi, có hai con zombie thôi, khám lắm. Rồi lên cái thùng hàng cào đi, mình sẽ tiếp thêm cái quả flash. Rồi ném bom này, mày đùa này, thế là bạn lại chết thôi. Ai bảo bạn ném bom làm cái gì? Đấy, ném bom để ngược lại thì mình theo cái định luật tự nhiên thì mình lao vào người bạn thôi. Đấy, không thể tách ai được, tách bạn thôi. Thì đấy, mới hồi sinh thôi. Thế mèo nào, mặt tình thế. Liệt ngay được mình. Thôi xong rồi cái thằng này. Càng cái lúc nhấp nháy không ăn được. Hay lắm bạn, chết đi. Ai cái tội cover này, cover quá đáng. Ui rồi vẫn không chết kìa. Ảo lôi, thật là hư cấu. Mệnh đảo cờ đấy không chết. Hay lắm, đây rồi. Đây rồi, ơn rồi. Bạn đây rồi, không chết này. Đùa. Đây bây giờ có bao nhiêu con, bao nhiêu thằng zombie nó đứng ra dàn hàng bảo vệ cho bạn, nhưng nó vẫn là chết thôi. Rồi đã thế, hai cái thằng này vừa liễu yếu đào tơ, chân yếu tay mềm, làm gì mà cover được. A hí hí, đây mình đây. Rồi yêu lắm cơ, cho đong đi nhở, cận chiến nhiều cỡ đấy không giết hết được, nhiều quá. Cái phòng zombie 16 người, zombie ở đâu nó ảo ảo đến. Đây rồi. Rồi, yêu quá cơ, lại đây xem nào. Lại đây xem nào, cũng mất giáp rồi. Một pha hổ báo mà mình phải nằm xuống rồi. Đông giống à, mình không thể giết hết được. Thế mèo vẫn giết lên, cứ lòi ra thêm. Không phải tin được. Một pha rất là hư cấu. Thằng kia, úi giời, có hero không biến này, cứ đứng đi kia xăm soi gì đấy. Đứng soi gái à? Ai cho? Đi bệnh. Này thì soi này, soi cỡ nào rồi, không có giáp mà vẫn nhây. Tự nhiên ok, mình lại đi la liếm phòng khác. Đây trận lúc nãy thì mình phải thoát thôi, ít một mả chiến binh trên thùng hàng mà, bảo làm sao mà chơi được. Im mệnh, có chơi khám lọ VL, chơi cái phòng 16 người ấy thì những trận đầu mà bị sắp mặt ấy là những trận sau chúng nó sẽ lên hết trên cái thùng hàng hoặc bàn thờ, khám lắm. Ôi rồi chỉ trông mong vào những trận đầu thôi, nhưng trận sau thì cứ xác định là phải thoát thôi, không chơi được. Ủa rồi gì đấy, ảo loi zombie cầm 3Z transformer hư cấu. Đây rồi, úi rồi cương thi nó làm gì vậy, không thể tin được. Cương thi nó đảo kiểu như là bị mới phê thuốc xong ấy. Này phê thuốc rồi, phê thuốc thì bạn nên ngủ kỹ đi. Thế mèo vào đây làm cái gì, vào đây chỉ tổ lên tivi nhìn thôi, không chơi được. Chúng ta chuẩn bị có hero, còn hai người, thằng kia nó vẫn sống nhây nhở, đứng đây nó vẫn không chết. Ảo lòi lại đây, úi trời anh tàu mà á đù nhấp nháy này, yếu lắm cơ. Úi trời ơ, cái gì đấy. Mình vừa nhảy lên cái đầu của thằng hủy diệt. Ảo lòi lại đây, úi trời lại đây, bố mày sợ mày quá đấy. Ai hí á đù, hay lắm đêm à, lại đứng im đấy, thế có phải yêu không, cứ đứng im hết đi, mình lại cứ bay xuống cận chiến hết thôi. Bây giờ thế là tình huống 1v13. Úi rồi nhanh thế, mới liếc mắt đi một giây thôi, cái thằng y tá nó lên ngay rồi, thật là VL. Ôi rồi, úi rồi gì đấy, cái thằng hero ấy chết nhầm, cái thằng to nó được sự bao bọc và trẻ trơn của nhiều con thì diệt quá, không cân được. Rồi thôi, còn 2.000 máu rồi, nhanh thế nhở, ăn kiểu gì. Với cái bông vuốc rất là nhỏ bé và xinh xắn của bạn giống non thì bạn ấy đã không tiếc nuối cào nát và hấp sấp bàn lờ mình, thật là VL. Bạn ấy không coi ai ra gì, thằng này hay lắm. Thì mệnh nãy không cận chiến được nó thì hơi bị tiếc rồi, đăm đăm nhìn mình. Rồi lại giống non, mày có phải bạn không đấy. Đấy hay lắm,
mình chắc chắn là phải giết được bạn. Đây đây, THKL. Úi dồi, người Việt Nam mà. Này đi, nguy hiểm này. Ui, có cái đít mây. Ảo lôi. Ô, một phát không chết này. Đùa thật đấy chứ. Yếu vậy. Lần sau mà mình sẽ bắn nhấp nháy ra, mình mới cận chiến. Mình sợ bắn nhấp nháy thì mình bắn chết luôn đấy, không kênh được. Rồi, bình tĩnh bình tĩnh. Rồi, thôi xong rồi. Bạn chết chắc rồi. Rồi mình chỉ tiếp bạn được một quả bom thôi. Những phát tiếp theo thì tùy vào thân phận. Rồi liếc này, rồi lại thằng này. Hay lắm. Có lẽ nào nó biết mình là NFT chăng? Thế meo nào. Đâm đâm, lăm lăm nhìn mình với ánh mắt đầy sát khí. Rồi, không biết mình té sang đây rồi có ai. Rồi, tên thùng tên bàn thờ này. À, chết nhầm, tên thùng hàng. Đấy, anh em thấy có sai không ạ? Những trận đầu mà sấp mặt thì những trận sau là một lũ phải gọi luôn một, bằng một cái tên thân thương là một mã chiến binh. Mình mệnh. Rồi, bình tĩnh, mình đi. Rồi, thằng kia chết chắc rồi. Rồi mình ném thêm làn khói đầy sự lung linh. Đây đây, thằng này chuẩn bị liếc mình. Này đi liếc. Đây, mình ở đây, mình phải bắn chết nó để nó thấy mình mới được. Rồi, trời ơi, lại cái thằng này. Thằng chơi hay nhở. Email nào, đây đây đây, chuẩn bị. Lăm lăm nhìn mình. Ánh mắt đầy khát máu. Thật là VL, đâu rồi. Rồi, đây, yêu lắm cơ. Này thì khát máu. Thì mệnh, mình khát bạn hay là bạn khát mình đây. Mình khát bạn đấy nha. Úi trời ơi. Này thì lăm lăm chất khí này. Ngu hết cả người. Ok, mình té lên đây thôi. Cuối cùng cũng giết được thằng đấy rồi. Thằng đấy chơi hay quá. Thế mèo nó cứ nhìn thằng nào nhìn chăm chăm ấy. Phải giết được cơ. Rồi, y tá này. Y mệnh còn có vài giây nữa thôi. Hết giờ rồi, rồi tiếc thế. Còn tí nữa thôi mình giết được thằng này. Rồi hay lắm, trận cứ những trận sau này ít zombie thôi. Khá khô lời. Có biết trận này nhiều zombie không, mình thấy khám lắm. Trừ phi mà trên thùng hàng có đột biến, một thằng làm zombie là cả họ được nhờ. Thế thôi. Ôi dồi, anh em hiểu ý lắm cơ. Cứ ném khói vào. Đấy, cứ tiếp khói và flash vào chỗ đấy. Rồi, thòng át. Đi mới ra lại cầm tơi lấy. Lại đây, lại đây. Rồi, mình đi, mình đi. Này thì bắn. Ô, ô cái thằng cầm lục đầu bò. Hên đấy nhở. Hên đấy nhở. Úi dồi, cái thằng. Hay lắm, cái thằng đấy vẫn chưa chết. Gì đấy. Úi dồi. Cầm cái gì mà ghê thế nhở. Ghê đấy nhở. Rồi, úi dồi, thằng lục đầu bò. Lục đầu bò. Thoát đi đâu. Úi dồi. Yêu lắm cơ. Rồi, thằng này nữa. Venus, à, Sonoko. Cũng chết thôi. Đèn. Há đủ đây rồi, đây rồi. Này thì lượn. Cầm khẩu gì đây? M4 VIP à? À, M4 Glory. Ghê quá. Đây rồi, đường nào cũng là đường chết thôi. Chạy làm gì cho nó mệt người. Á đâu có hero rồi. Ảo lôi. Nhanh thế. Rồi, hero thì bạn chết càng nhanh hơn thôi. Rồi, ăn AFK. Hay lắm, bị bệnh. Tưởng hay lắm. Thế nào cũng ăn AFK. Đây, 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 còn một thằng nữa. Rồi, solo nè. Solo rồi. Úi dồi, ăn mình nhá. Nghĩ gì? Ảo tưởng sức mệnh không? Bạn có cảm thấy bạn đang ảo tưởng sức mệnh không? Lại còn quay lại chém như đúng rồi. Bạn ấy thật là VL quá. Cứ tưởng ăn mình cơ. Dạo này chắc là có lẽ mình sắp bị ốm rồi. Bắt đầu có một cảm giác cực kỳ bất an. Rồi flash này. Úi dồi, ném cái quả flash của bom VIP nó. Nó chất VL. Ok, mù hai con mắt. À thế còn thêm set vào nữa. VL thật trắng xóa là một màu là ok rồi. Chơi thêm cái kiểu set nhìn sợ VL. Cứ tưởng là mình bị set đánh. Hồi đầu thì mình cũng hay bị. Cái hồi trước kia ơi. Hồi trước kia mà chưa lai cái bom VIP ấy, mình hay bị. Tự dưng là chơi giống bài bị set đánh. Thế biết không? Không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ mới biết. Ui, cái gì ấy? Có dòng chữ của tơ. Thế méo không? Dòng chữ ở đây người đâu rồi? Người đâu rồi? À hi hi của mình nhá. Rồi. Gì đây? Gì đây? Gì đây?
U lao hiếp tôi à? Khó lắm. Úi rồi, khó ăn lắm. Ủa, này thì nhây này. Tùa bố á. Rồi hay lắm. Mày quá. Tí chết. Rồi té rồi. Hoài lắm. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đợi hero thôi. Còn là 4 người nữa. Úi rồi, nhảy nhảy lắm cái gì. Thôi xong rồi. Úi, hay thế. Thế mèo là biết được. Kinh nhỏ. Thật là một cảm giác thật là đầy hư cấu. Nó nhảy không lên cái nó biết tầng cương thi ở phía sau. Hay lắm, rồi bắt cua rồi. Ghê thật. Và mình sẽ đợi hero. Đấy, người khô thì nó sẽ khác. Rồi thôi xong rồi. Chỉ cần rớt xuống thôi là chết ngay à. Rồi trận này chúng ta sẽ cầm hero súng này. Mình cứ thay đổi liên tục trong clip. Rồi, yếu thì đừng có ra gió làm cái gì. Thế nhìn thượng hổ báo của năm. Rồi, từ từ bình tĩnh. Mình chỉ vô tình lướt qua thôi mà. Thế mẹ bao nhiêu bàn tay sờ vào. Có bàn chân lặng lẽ giữa dòng người như nước cuốn. Úi rồi, liếc cái gì. Ý, một mả đạn nó găm vào mặt. Ghê thật. Ghê thật đấy chứ. Úi rồi, thôi xong rồi. Lên đây làm cái gì nó mệt người. Hiền kêu thôi. Úi rồi, này thì đi lùi. Đã lao vào làm. Rồi tôi chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.